Vườn em về một công nho thân gỗ 12 vụ quả đỏ nhập khẩu nguyên bản, phục vụ khách sỉ và lẻ xa gần trên toàn quốc. Nhìn cây nho thân gỗ có hoa quả, cành nhánh sum suê, thấy vui quá các bác ạ. Hiện nay vườn em đang cung cấp nhiều cỡ nho thân gỗ 12 vụ quả đỏ, có cây giống, cây trai, cây to. Các bác ở xa mà không đến được vườn em thì cứ nhắn sang cho em gửi nhé. Các bác yêu thích cây nho thân gỗ dù chỉ mua ít một vài cây em cũng gửi. Đối với cây nho thân gỗ 12 vụ quả đỏ, vừa trồng ăn quả, ngon, ngọt, giàu dinh dưỡng, vừa làm cảnh, nhìn đẹp mắt, dễ trồng và chăm sóc, cây ra quả quanh năm. Theo như em được biết, ở nước ngoài, nho thân gỗ 12 vụ quả đỏ là cây phong thủy, đem lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đồng thời, cả gia đình vẫn hái quả nho sạch để thưởng thức hàng ngày. Nghĩ đã thấy thích rồi các bác ạ. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé, em sẽ gửi tất cả các tỉnh. Trên toàn quốc, đây các bác nhìn nhá, nho đang rất là nhiều quả. Đây là cây nguyên bản, ra quả quanh năm và cái độ tuổi thọ rất là cao. Cây này rất dễ trồng. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho em tư vấn. Bên em là chuyên nhập khẩu cây nho thân gỗ. Mọi người nhìn đây, cây đang rất là nhiều quả nhá. Đối với cái cây thân gỗ già như này, nó ra quả quanh năm và sức sinh trưởng rất là khỏe. Vườn em có rất nhiều cỡ, đây là cỡ to này. Cỡ này đang có đường kính gốc 3,5 đến 4 phân và cao 2 mét. 2 mét này ở vườn em, khách sỉ và khách lẻ đang rất là ưng và đặt số lượng rất là nhiều. Hàng ngày bên em đi mỗi ngày mấy trăm cây nho thân gỗ to này cho khách ấy. Mọi người quan tâm đến cái cỡ này thì liên hệ cho em nhé. Hoặc là chọn lựa các cỡ khác thì liên hệ cho em để em tư vấn cho phù hợp. Địa chỉ ở bên em mọi người về theo địa thông tin như sau. Nhà vườn Tuấn Muôn, hợp tác xã giống cây trồng cổ bi, trung tâm giống cây trồng tiên tiến chất lượng cao. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.